Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Đây là 12 tựa game ma, rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, bật lên. Let's go. Ở tựa game ma này thì các bạn phải đi tìm 12 túi, 20 chiếc túi. Khi đủ 20 chiếc túi thì các bạn sẽ vào một căn phòng màu trắng. Sau đó các bạn sẽ hoàn thành được game. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang căn phòng tiếp theo. Theo mình nghĩ thì con ma đó sẽ lên trên tầng 2. Chuẩn luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi xuống tầng hầm. Let's go. Ok, xuống mấy trong này rồi. Let's go. Còn 3 chiếc túi nữa rồi. Rồi mình sẽ lên đây xem nó vào không. Vào tầng 1. Ok, đã hoàn thành game. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Slenderilla The School. Vào đây, mình đi. Let's go. Một món đồ đầu tiên. Oh my gosh.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang lan can tiếp theo. Chứ chi nó hút máu mình rất là nhiều rồi. Món đồ thứ hai. Làm từ máu thôi, ok. Sau đó thì mình sẽ đi lên trên tầng 2. Các bạn phải tìm đủ 8 món đồ, sau đó thì sẽ xuống dưới tầng 1. Ở đó có một căn phòng, các bạn sẽ mở ra. Rồi các bạn sẽ phải lắp 8 món đồ đó vào trong một cái nguồn điện. Món đồ thứ 3. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang dãy hàng lang bên kia. Oh my god. Let's go. Wow, wow, wow. Bây giờ mình phải kiếm một... chết rồi, còn tị nữa là chết. Oh my god. Đi luôn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đi ở Molex, Molex. Rồi xem. Let's go. Rồi, mình sẽ lên trên này xem. Mở cái này ra, lại không mở được. Ghế đang tự động di chuyển. Cánh cửa này tự mở ra. Một chiếc chìa khóa. Ở đây có gì không? Không có gì. Một cái hộp. Lấy luôn đi. Hai cú pin rồi. Mình sẽ đi cái này xem. Mất tích rồi.
đúng là một căn ngôi nhà ma. Các bạn cứ đi xung quanh ngôi nhà này, sau đó thì mở. Wow. Nó biến mất rồi. Wow. Giật mình luôn. Sau đó các bạn sẽ khám phá tiếp ở nơi khác nữa. Đây có chiếc chìa khóa nữa này. Đúng là một tựa game rất là kinh dị. Rất khiếp luôn. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Diabolik Malos 2. Pedro, let's go. Phần 2 tựa game này cũng rất là kinh dị các bạn nhé. Ở đây sẽ có mở cái gì không? Không mở được cái gì. Đây có một đoạn rơi. Mình sẽ thăng hoa. Oh my god. Rồi mình sẽ lắp dây điện vào đây. Một cánh cửa đã mở ra. Cửa này chắc là không mở được. À, mở đâu. Đây là tầng hầm. Các bạn có thể xuống tầng hầm luôn. Vào một lượt khác. Wow. Sau đó các bạn sẽ tìm tiếp và tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. New game, continue. Sau đó thì mình sẽ vào ngôi nhà này. Một ngôi nhà ma. Xem ở đây có gì không. Ok. Bắt đầu đi sâu bên trong. Oh
Because tiếp tục. Còn gì ở đây nữa không? Không còn gì. Tiếp tục mình sẽ đi tiếp vào bên trong sau. Đây có đường lên tầng 2 này. Cái này cần một con chiếc chìa khóa. Các bạn lên tầng 2 tiếp. Sẽ vào trong này xem có gì trong này không. Oh my gosh, wow 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 wow, một xác chết ở đây. Đây toàn là những hình ảnh quỷ thôi. Ok, và các bạn đã sang căn phòng ở trên. Sau đó sẽ tìm hiểu tiếp nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slenderilla 2D. Mình sẽ vào căn phòng đầu tiên. Ra ngoài nào. Oh my gosh. Wow wow wow. Bà ma này cao thôi, cao hơn cả mình. Rõ là mình là đàn ông mà không cao bằng bà ta. Wow. Rất nhiều cạm bẫy. Các bạn có thể vào đấy trước được. Khi đủ 4 màu giấy này, các bạn sẽ mở ra một mã số, sau đó thì sẽ lắp vào. Khi cái mã số đó thì ở trong cái két đó thì có một đoạn dây. Các bạn sẽ lắp vào. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. House of Slenderilla.
đường này các bạn sẽ đi tìm 8 mẩu giấy. Rồi, mình sẽ mở đây ra xem có gì không đã. Mẩu đầu tiên. Đây có một chiếc chìa khóa này. Tiếp tục đi sâu bên trong. Mở cái cửa ra. Đây không có gì. Mộc thứ ba. Mộc thứ tư. Khi tìm hết ở tầng 1, sau đó các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Mình sẽ tìm vào phòng bếp để xem thế nào. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tìm tiếp. Rồi ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tầng game tiếp theo. Slenderina Asylum. Đây là một tựa game bóng ma trong bệnh viện. Và các bạn sẽ phải tìm hết ở rìa ngoài. Và khi tìm hết rìa ngoài, sau đó các bạn sẽ tìm rìa trong. Làm sao để tránh bị lẫn. Hoặc là các bạn bị như kiểu thiếu một căn phòng đó mà các bạn chưa tìm. Thì các bạn phải tìm theo thứ tự. Còn nếu mà ông ma mà ông ta đến thì các bạn lại phải tìm bên trong. Sau đó thì lại ngược đi ngược lại để tìm bên ngoài. Những các phòng nào mở cửa ra thì là các bạn tìm rồi. Còn những các phòng nào chưa mở cửa thì là các bạn chưa tìm. Sâu vào trong này xem có gì không. Không có gì luôn. Tờ thứ hai. Oh my god, ông quỷ đang gần đây. Tờ thứ ba rồi. Tờ thứ tư.
bạn cứ đi xung quanh tìm hết rìa ngoài, sau đó sẽ vào rìa trong tìm tiếp. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tầng tiếp theo. Horror House, một ngôi nhà kinh dị. Rất là tối luôn. Đấy, các bạn phải đi tìm một chiếc chìa khóa nữa ở trong căn phòng này. Nó rất là tối luôn, rất khó nhìn. Nếu ở đây không có gì thì các bạn phải đi tìm một thứ nữa. Sau đó thì sẽ phải mở những cái cửa khác ra. Nếu không thì các bạn sẽ chỉ mãi ở chỗ trong này thôi. Các bạn có thể tìm lại những món đồ nào đó, sau đó lắp vào để mở hộp kia ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Horror House 2. Let's go. Hơn 2:30, ok. Ở trong ngôi nhà này. Đó, các bạn
sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó để mở những cánh cửa này ra. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Slenderina, Rosola. Okay. Oh my gosh, giật mình. Không có gì đây. Let's go. Cái này như là ngõ cụt. Không có gì. Mình sẽ quay lại. Oh my gosh. Không có gì ở đây luôn. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm tất cả là 8 cuốn sách. Mình sẽ vào đây xem có gì không. Sách thứ 3. Ok. Tiếp tục đi vào dòng sông. Đúng là một mê cung. Zosella 1 này thì nó đỡ sợ hơn là Zosella 2. Zosella 2 thì thứ nhất là tiếng nhạc vừa khiếp, và thứ hai là có tất cả là có 3 con, một con ma và một ông chồng của con ma đó và một đứa con, và đứa con đó có thể giết chết được các bạn. Nó rất là khỏe luôn. Rồi, và ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo, Slenderina Zosella 2 của hãng developer Medu. Let's go. Tiếng game của tựa này rất là kinh hãi. Rồi mình sẽ đi đường bên này đi. Ở đây thì nó sẽ rộng hơn cái Zosella 1, và nó cũng khó, cũng rích rắc hơn là Zosella 1 rất nhiều. Vì chính vì nó đông cho nên là nó phải rộng hơn. Nếu không thì các bạn sẽ không thể chạy thoát được khỏi ba con ma này đâu. Chạy luôn. Nghe tới tóc luôn. Oh my gosh. Đừng cố tổ. Xem trong này có gì không. Quyển sách đầu tiên. Thank you.
Ông ma này ông bay liên tục. Và đây là đứa con của ông ta. Oh my god. Đứa con đi bằng 4 chân. Đó, các bạn đi xung quanh rất dích dắc luôn, đúng như là một mê cung. Và mê cung này rộng lắm, các bạn sẽ phải đi và tìm kiếm tất cả là 8 quyển sách. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.